Trần Hữu Vân xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đăng ký và tham gia chương trình Sửa Xe Đạp với Sài Gòn và Sở trên YouTube. Hôm nay Vân muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn cộng đồng xe đạp ở Việt Nam một cái bệnh mà hiếm khi thấy, và đây là trường hợp đầu tiên Vân thấy nó rất là lạ. Thì theo như anh chủ xe thì anh ta nói là chiếc xe này mới mua về chạy thì không sao, khoảng vài tháng thôi thì bắt đầu nó kêu những tiếng cọt kẹt giống như đánh võng vậy các bạn. Thì tiếng kêu của nó đó, nó thất thường, nó không phải như những cái bệnh mà thường thì những anh em xe đạp chúng ta thường gặp mà cũng đã nhức đầu rồi, là khi chúng ta ra lực, đúng không? Ra lực thì cái lực của chúng ta nó tác động lên sườn, lên bánh, lên phụt, lên cốt yên, dò dĩa, sơn, các nơi hết, thì nó tạo ra một tiếng kêu. Còn không ra lực thì không có tiếng kêu. Thì như chiếc xe này sáng nay tôi đã tháo ra và tôi đã tìm rất là kỹ. Tại anh này ảnh đã alo với tôi và mấy tháng nay rồi, thì đã tôi cũng có chia sẻ qua điện thoại đó, thì anh đã tìm, nhưng mà tìm đến nay vẫn không hết, cũng 5-6 tháng rồi. Thì cái bệnh này á là sáng nay tôi tháo bánh ra thì tôi kiểm tra kể cả bánh bật đạn luôn, bánh ship mà bánh bật đạn các bạn, nhiều khi chúng ta lắp cái con á, lắp con không tới á, hoặc là cái con nó bị lỏng đi, thì khi lắp bánh lại các bạn thì hai con nó vẫn chưa vô tới bật đạn. Khi chúng ta đạp ra lực bánh sau và bánh trước cũng có thể cái con á nhít nhẹ những kêu. Và kiểm tra bidon, bật đạn bidon, cốt rỗng, cốt yên, sang dĩa, dò dĩa, kiểm tra hết, không thấy bệnh gì hết. Bệnh sau cùng thì tôi tháo cái giai đoạn là cái đó là cái sau cùng mà, còn mấy kia là phần ngoài. Sau đó mình tháo cái phục ra, tháo cái phục ra thì mới thấy một cái vấn đề rất là lạ mà chưa có xe nào sử dụng. Thì tôi nghĩ cái bệnh này là có thể là do cái người mà trong xưởng sản xuất họ đưa ra đó, cái họ đưa chén cổ họ lấy nhầm hay sao đó, chứ tôi không nghĩ là nó nhà sản xuất người ta bị làm lỗi mà lỗi nặng gì đâu. Thì các bạn biết không, thường thì những chén cổ bạc đạn rế và bạc đạn kính, tôi nói chung về tất cả bạc đạn chén cổ và kể cả chén cổ có bạc đạn có đũa luôn nha các bạn, cũng không có ai mà dùng bạc đạn kiểu này hết. Trong cái xe này bạc đạn dưới nè các bạn, mới dùng cái bạc đạn tròn, bạc đạn tròn, mà bạc đạn tròn theo lực phương đứng nha, theo góc con những video trước tôi đã chia sẻ với các bạn đó, là con 90 độ đứng đó, là khoảng 90 độ thì nó như thế này. Và tôi đã xem kỹ, tại vì các bạn biết đó, bạc đạn con 90 độ như tôi đã thường nói là bạc đạn bánh á, như bạc đạn này đây thì nó đứng thế này nào, thì bạc đạn cái phương chịu lực đó các bạn là phương đứng 90 độ chứ nó không chịu ngang thế này. Thì lý do đó cái bạc đạn thì mới để vào bên đây nào, mà dưới này á, trong cái sườn này nó làm lạ, những sườn khác cái là nó làm cái gờ như các bạn, cái gờ chặn bạc đạn chứ không phải làm con, không phải làm con. Tôi có thể chia sẻ với các bạn cái này, ví dụ các bạn có thể xem đây là cái con này đây, bạn có thể thấy đây ha, con ngoài 45 độ nè, con trong 45 độ. Cái mặt con đó nha các bạn, mặt con hướng đó, thì con bao nhiêu độ thì viên đạn bao nhiêu độ, thì bắt buộc là cái phương chịu lực đó các bạn là nó phải là phương bị thế này. Thì giả sử nha, bạn đạn cắt ngang như thế này ha, giờ tôi vẽ ngang nha, tôi vẽ lại cái này. Vì bạc đạn này tôi đã chia sẻ với tất cả mọi người rất là nhiều, nhưng mà hôm nay trường hợp đặc biệt thì mình
giải thích mình nó rõ ra để anh em hiểu nó rõ hơn nha. Thì đây các bạn, nó là cái bạc đạn bình thường, bạc đạn đứng nè, giống như bạc đạn bánh đó. Tôi cắt ngang nha, cắt ngang thì các bạn thấy viên đạn này, con trong con ngoài đây, cái này là bánh này, tôi nói là bạc đạn bánh á, con trong ngoài. Thì phương chịu lực đây các bạn, phương chịu lực nha, là phương đứng, tại nó con 90 độ mà. Cái hướng chịu lực á, bắt buộc thí dụ cái viên đạn thế này, cái viên đạn nè tròn đúng không, hướng chịu lực bắt buộc phải đi qua tâm, phải đi qua tâm, đây là 90 độ nha. Còn bây giờ nếu mà đi xéo cái này á là nhiều góc nhỏ hơn đúng không các bạn, thì hướng chịu lực nó cũng phải đi qua tâm, thì con điểm con nằm đây và điểm điểm con nằm đây, nó phải có tiếp điểm, viên đạn tròn mà tiếp điểm, hai tiếp điểm chịu lực á, bắt buộc phải đi qua tâm. Vậy thì các bạn xem bây giờ cái bậc đạn này nè, lát tôi sẽ đưa gần cho các bạn xem, thì nó là một bậc đạn thế này nè, là chịu phương đứng, mà giờ anh ta đưa vô cổ anh ta chịu thế này nè. Thì nếu như bậc đạn thế này á thì tôi vẫn ok đi, cái đầu này á thì nó gái gì với gờ đi, tại đây là cái gờ nha, cái gờ như các bạn tôi minh họa nè, nó là cái gờ chứ không phải là cái đường đường con nha, cái gờ thì ok, gá vô gờ. Nhưng mà mặt đạn, viên đạn trong đây phải là cái con và đạn trong đây phải nó là hình gấp 45 đến 7 lần, 45 độ, tôi nói đại khái như thế này đi. Và dưới này nó phải tạo một cái lòng chảo, cái lòng lòng con nè, 45 để in, để đi theo với cái con này, các bạn có thể thấy nha. Đó bây giờ tôi đưa hàng của nó lại nè, các bạn có thể cái này cái con này mấy độ cũng 45 độ như nhau đúng không, bạn nhìn thấy không đúng không. Còn anh này là bậc đạn thường, bậc đạn bình thường, không có con, không có con miệng đây hết á, bình thường thôi, để vô về sao ôm các bạn không thể nào ôm được. Đây là cái lỗi thứ nhất ha, sai. Thì nếu như bậc đạn là nằm trên này bằng á thì đi vào cái gờ này á thì ok các bạn, ok nha. Nhưng mà dưới này á phải vét, phải có một cái con, con trong á, con trong phải cái đường cái góc nó là 45 độ nè. Thứ hai nữa đó là đạn ở trong á là đạn con luôn, xéo luôn đạn con luôn, 45 độ thì ok. Còn bây giờ nó nằm như thế này thì bây giờ tôi có cái hình minh họa cho các bạn xem. Đây là tôi cắt ngang này, tôi giả minh họa cho để cho mình thấy cho nó rõ thôi, nhưng nó nhìn nó lạ lạ. Cái phương chịu lực này các bạn, phương chịu lực của nó nè, hai con. Bây giờ các bạn thử nghĩ nha, đây là cái phuộc nè, đây là cái phuộc ha, đạn trên là con của nó, đạn trên là con nè, con, mà đạn dưới á là bậc đạn bánh lớn, giống như nó giống giống như cái bậc đạn BB30 vậy, tương tự mà nó lớn hơn thôi. Thì nằm thế này thì các bạn khi các bạn ngồi lên á, lên bánh xe, cái xe cái phuộc này đẩy lên nè, lúc này là các bạn cái con trong nè, con trong nè, các bạn thấy không, nó đẩy nó mài lên dương bi, nó sai rồi, nó đâu có cái lực, nó đâu có đi qua tâm đâu các bạn, không qua tâm. Các bạn thấy không, cái con đã đẩy mài lên đây nè, mài lên đây thì cái điểm này nè, mài qua bên đây mài nó phá đạn, thì mới mua về chạy không sao, chạy thời gian mà nó phá, giờ nó kêu cọt kẹt kẹt, lý do đó không ra lực cũng kêu, mà ra lực cũng kêu, và đường kêu rất rắc, thỉnh thoảng kêu, thì cái này sai. Thì trong cái trường hợp này đó thì các bạn thấy nè, nếu bật đạn tròn mà con 90 độ nè, thì như tôi nói này đấy, thì được dùng vào chân cổ ok, nhưng mà với điều kiện là cái anh này nè phải đem lên đây, đem lên đây ha. Còn cái con này nè, cái con này nè lật ngược xuống dưới, lật ngược xuống dưới thì điểm dưới đó, điểm chịu lực, điểm chịu lực con mà, còn điểm trên này nè, lúc đó anh này sẽ là cái định tâm,
giữ cái tâm và chịu lực phụ chính là như anh này. Thì lý do đó các bạn, chiếc xe này nó cái tiếng kêu nó thất thường mà không không có lúc không ra lực giờ có ra lực, nói chung là nó muốn kêu lúc nào kêu là bằng đạn nó tiêu, nó phá tiêu, tháo ra là nó mòn, nó đen hết các bạn, mặc dù mở vẫn còn mà nó phá tại với mai nè. Ra hôm nay tôi làm cái video clip này đó để chia sẻ với tất cả anh chị và các bạn, nếu mà ai có những tiếng kêu trong sườn xe thế này, chúng ta chịu khó tìm ra xem sao. Cách nay khoảng 3-4 ngày đó, tôi có tình cờ đọc một cái tin trên Facebook của anh nào đó, thì anh cứ nói là sửa tìm ra hoài vẫn còn kéo kẹt, tức quá bán luôn, thì có thể là rơi vào trường hợp này. Thì trong chiếc xe này á, là cái xe của nó là cái sườn Ripley nóc nha, carbon, cái xe phục rất đẹp các bạn, rất đẹp, và miếng chén cổ cái thằng nó dày các bạn này. Các bạn xem thử, không có một cái con gì hết, có không lẽ là, hoặc là tôi không có thể là về là người ta xài người ta tháo ra hay là thay sao, mà ông chủ này ông nói là ông mua về ông chưa có thay gì hết, ém xuống. Các bạn nghĩ con dây sao mà nó ôm được, nó ôm gì, nó đâu có lòng chảo gì đâu, đúng không? Đạn chịu phương sai lắc không có đúng luôn, kể cả cái mặt đạn mà ta đang neo mà phục nhúng nhúng trong ống tiếp phục các bạn là mặt đạn cũng khác này nữa, không giúp. Thì đây là cái lỗi. Thì bây giờ để chia sẻ với các anh chị và các bạn, nếu xe của chúng ta có tiếng kêu gì đó thì nhà chúng ta tự tìm hiểu ra, tự tìm ra thì chúng ta cũng biết thôi. Chứ cái này là thật sự, cái này là cái bệnh mà người ta rất là khó chịu, hư đồ đứt sơn gãy gọng gì đó, hư phục lấy ra thay không có gì cả, nhưng mà cứ chả là muốn kêu có cái quả rất là nhức đầu mà tìm không ra. Thì hôm nay đây là cái bệnh mà đầu tiên mà dân gặp, thì dân muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị mình thử tìm xem của xe mình nó kêu mà nó có giống như thế này không. Bây giờ là dân có làm những cái này thì dân giải thích nhiều lắm rồi, nhưng mà cái này dân để viết minh họa lại để cho chúng ta nhắc lại để chúng ta hiểu, tại vì nó có liên kết nha, nó có liên quan. Rồi bây giờ dân trong trường hợp này, dân cũng quên nói luôn với các chị và các bạn, trong trường hợp này á thì dân sẽ lấy một cái thai chén cổ cho ta cho xe này, thì chén cổ trên vẫn là con, tại nguyên thủy của nó vẫn là con mà ở dưới là như thế này, thì dân sẽ lấy một cái chén cổ của FSA giống nó và con ngắn nha các bạn, nằm g đây nè. Thì trong cái g này các bạn, cái gờ này nè, như cái miếng gờ chặn vậy đó. Thì để cái con ngắn nó vô nó sẽ bị lẫm ở giữa đây, thì dân sẽ có một cái miếng sim, đây là miếng sim của Nhật Bản nha, trong những chiếc xe, trong những cái chiếc mà cần cẩu thủy lực tuy đen đó, nó nhỏ nhỏ nhưng mà rất là cứng, nhỏ nhưng có vỏ. Thì cái đường kính của nó bằng cái dòng đường kính ngoài, thì dân sẽ đưa vào trong đây đây, đưa lại trong đây để tạo nó thay thế cái dòng con lõm này nè cho nó đẹp, nó êm. Và bạc đạn này là bạc đạn FSA con, các bạn có thể là nhìn hai cái này là nó khác nhau hết, khác nhau hoàn toàn, bạn thấy không, các bạn thấy có con không, con nha, con. Và mặt này con, trong khi đó cái sườn Ridley này ở trong ở mặt trên này nó là cái gờ, thì các bạn có thể nhìn thấy rõ không, thằng này con à, cái con này nè nó là 45 độ đây, còn anh này là không phải 45 độ nha các bạn, các bạn nhìn kỹ nha, đó. Nó là một đạn, đúng ra nó phải nằm ở trên chứ không phải nằm ở dưới.
Rồi các bạn có thể nhìn thấy rõ nha. Con nhỏ này, tôi sẽ dùng một miếng sim. Đây. Tôi sẽ đưa vào. Để cho nó đèn lên đây. Tại vì cái này vô trong mình nó gờ cái chiều đợi này mà nó còn hỏng ở đây này các bạn. Nó sẽ có thể là kéo kẹt nữa, đúng không? Thì chúng ta phải đưa cái hình này vô. Đưa cái sim này thế này. Nằm đèn lên trên. Lấy này ra. Thì cái con nguyên thủy của nó đây giữ lại. Ok, các bạn thấy chưa? Đúng không các bạn? Các bạn thấy đồ hở không? Đồ hở chỉ nó một ly thôi. Rồi bây giờ chúng ta xem lại cái mặt hàng cũ của nó đây. Không có đúng các bạn. Bạn xem nhé. Nè. Nó không có con gì hết, để ở ngay. Bạn thấy chưa? Hở rất là nhiều. Đúng không? Không có đúng. Vô cái phụ nó sẽ bị hở nữa. Không có đẹp. Rồi bây giờ chúng ta lấy cái con này để vào. Đúng không các bạn? Các bạn thấy chiếc xe rất là đẹp đúng không? Bây giờ Dân sẽ đưa camera sát lại để cho các bạn xem cái gờ của nó là có cái mặt nạ của nó và cái phục của nó gắn như thế nào mà nó tạo ra tiếng kêu rất là khó chịu. Rồi các bạn thấy cái gờ đây, cái gờ bật lại vào đây. Nó không phải là một cái con, thường thường nó là con ngắn hoặc con dài. Còn cái này là nó là cái gờ để giữ cái bật đạn. Thì các bật đạn này bạn thấy đó, nó không có cái gì xì ráo đâu, đúng không? Chỉ có gờ này vô nằm ở đây thôi. Như thế. Thì cái phương chịu lực xuống rồi các bạn. Bật đạn này phương chịu lực thế này này. Giờ nó chạy cái này nó phá hư hết. Thì các bạn xem trong đây là một cái gờ mỏng nè, rất là nhỏ, chịu vừa đúng cái lưng mặt đạn này. Cái con ngoài đó, con ngoài đó thì không thể nào dùng cái mặt đạn mà con dài vô được. Cái con dài đó dùng một đạn con ngắn vô thì vô nó không, nó cũng không ôm các bạn, nó chịu lại đó chứ không ôm. Tại giờ này là cái gờ nó vuông góc à, vô xong vuông góc ra, còn ở này là cái bầu. Thì bằng cách thay thế là tôi sẽ đưa một cái sợi dây này đây. Tôi sẽ cho miếng nhớt vào cho anh đó nằm vào đây. Các bạn thấy ok chưa? Sau đó tôi đưa bật đạn này vào. Thì cái cọng sim này các bạn, nó sẽ nằm được cái vị trí này đây. Nó vào vị trí này đây. Sim này các bạn coi vậy chứ nó rất là cứng nha. Nó không phải là mấy cọng cao su bình thường mà chúng ta dùng đâu. Nó là dùng cho những cái cơ giới đó, sim của Nhật đó, mấy chục ngàn một cọng. Rồi, nó sẽ chịu vào mấy cái góc này nè. Nó ém lại làm cho bạc đạn sẽ cứng và êm luôn. Thì khi các bạn thúc cổ lại thì cái cao su này nè, nó sẽ bị bóp lại. Nó bóp đi theo cái góc này và cái độ cong của cái con bạc đạn. Bảo đảm với các bạn là ok luôn. Thử nha. Đó. Các bạn thấy có mấy cục sim vô không? Ok phải không? Nhỏ thôi. Cho mấy mẫu bò vô là nằm vĩnh viễn luôn. Xong tên này. Thì các bạn xem cái độ dày của hai anh này á. Bằng nhau. Tôi đã đo rồi. Bằng nhau nha. Ok. Ok không các bạn? Con 45 độ, vô 45 độ. Ôm, đẹp trai luôn. Rồi. Vậy xem như là chúng ta đã tìm được một cái bệnh mới. Cái bệnh này là lần đầu tiên tôi mới gặp.